Khoan đã, là sao đây? Có hai đứa con có đội trưởng Jasmine đang đứng đó. Chúng mà thấy chúng ta là sẽ biết mẹ cho mà xem. Đừng lo, anh Jaki nói là việc này đã nằm trong kế hoạch rồi. Kìa, mọi người nhìn đi. Chào hai em, Yoma và Yoka. Hai em làm gì ở đây vậy? Đi chơi với chị không? Ô, chào chị Yami. Chào chị xinh đẹp. Hai em muốn chơi game không? Anh Sam cho mượn mới chơi game đó. Hả? Hồi nào? Yay! Chị ăn chơi với anh, chị ăn chơi với anh Sam. Không, không, con nói biết gì mà chơi game chứ. Cho em chơi với, cho em chơi với. Không, không. Sam dễ thương quá. Wow, thì ra con của cô và con của tôi đến đây là để đánh lạc hướng con của anh Yuki và đội trưởng Jasmine. Hiệu quả quá nhỉ. Ừ, tiếp nào, đến nhà kho rồi. Được rồi, anh vẫn còn nhớ mật khẩu dẫn đến căn cứ xã hội đen của anh chứ, ba T. Nhớ chưa? Để tôi nhập cho. Ừ, nào mà nhập. Ở đây không có khói, cởi mặt nạ ra lừa đấy. Đội trưởng Jasmine. Trời ơi. Đội trưởng Jasmine, sao con biết chúng tôi ở đây? Tôi lớn lên ở đây, thì thậm chí một hạt bụi ở trong nhà kho tôi cũng nhớ rất là rõ. Các người thật là cãi gan khi dám vượt ngục vào thời điểm này. Thôi xong rồi, lẽ sao chúng ta có thể băng qua cánh cổng một cách lành lặn đây? Chuyện này là sao? Sao mấy người nói là kế hoạch đã được tính toán cả rồi? Cái tên nhà kia ấy còn nói là trường vườn ngọc cơ mà. Đồ lừa đảo. Nè nè, nói anh cho cẩn thận nha. Chồng tôi không phải là kẻ lừa đảo. Tại anh thành là không kế hoạch của gia kia chứ bộ. Đội trưởng Jasmine, cô có thể bỏ qua việc này và cho chúng tôi bước qua được không? Làm ơn đấy. Vượt ngục là vi phạm nội quy nhà tù. Sau vụ này, mấy người chắc chắn đã ở tù thêm vài năm rồi. Hả? Ôi, cẩn thận. Ôi, hú hồn. Nào, lấy cơ hội này, chúng ta chạy sang cánh đồng khác mau. Đừng có mơ, lũ tù nhân vượt ngục. Câm lặng. Trời, vợ tôi khiên rồi. Đội trưởng Jasmine, bây giờ cũng có cái câm lặng sao? Đây là phát minh mới nhất từ đội trưởng Aiden. Máy câm lặng cầm tay có thể phát ra luồng sóng dập tắt mọi phép thuật kỹ năng quanh khu vực 10m. Từ khi có cái này thì việc bắt tội phạm dễ dàng hơn. Trời đất, đội trưởng Aiden chơi vậy là chết anh em rồi. Thôi chúng ta thất bại rồi, hãy mau quỳ xuống xin họ tha tội đi. Tôi không muốn ở tù thêm vài năm nữa đâu. Đội trưởng Jasmine, chúng ta xin đầu hàng. Này, ai muốn anh đầu hàng hả? Chúng ta nhà chị thua mà. Đầu hàng của đã muộn rồi, tội vừa ngâu xuống đất bị cho ăn gậy. Ôi không. Hả? Chuyện gì thế? Đội trưởng Jasmine bị bắn rồi. Đừng lo, đây chỉ là cái súng bắn ra đạn gây mê thôi, sẽ không sao đâu. Hả? Vậy là từ nãy giờ anh Yuki đã nấp trong cái nhà kho ư? Anh nói rằng Yuki sẽ dẫn mọi người vào nhà kho này để chui vào cánh cổng, và có thể Jasmine sẽ chặn được ở đây, nên anh đã nấp vào đây từ hồi chiều. Mà anh cũng quên mất. Cũng may là hồi nãy anh tỉnh dậy và bắn thuốc mê kịp thời. Hả? Cái gì thế này? Không phải anh cũng là đội trưởng cai ngục ư? Sao anh lại bắn cô ta thế? Thật là đáng ngờ. Thôi chết rồi. Tôi một tay đang nghi ngờ cái hạt giả vờ vườn ngục của chúng ta mà bị lộ là coi như tiêu đấy. Đừng có nói là bị lộ rồi nhé. Cậu đội trưởng Yuki này là gián điệp trong nhà tù có phải không? Giống như tôi vậy. Thật ra cậu chính là kẻ thù của nhà tù đồi lâu. Thôi đáng phải chứ. đúng này đó. May quá, tên này không đổ thông minh đã nhận ra. Làng khói ở bên ngoài đã bị tan dần đã hết cả rồi. Mọi người hãy mau chui qua cánh cổng đi, trước khi cái lính cai ngục ập đến đây. Lẽ nào. Này ba tê, anh nhà mật khẩu đã hành tinh đó, anh lẩn trốn đi. Ok. Này, xong rồi, tôi đi trước đây. Ồ, anh thấy hết mật khẩu rồi. Hắn ta đã nhầm mật khẩu mà không hề nghi ngờ anh thấy gì cả. Đúng là tên ngốc. Thôi đi rồi, Isaac và Lila, đây là hai em đấy. Vào đi. Ủa, khoan, Yuki em ra anh đâu rồi? Xui quá anh Yuki à. Yuki đã bị bắt lại rồi. Lẽ ra là nhóm đã vượt cục thành công từ lâu rồi. Mà cái tên ba tê đó, báo quá báo. Ôi trời ơi,
Yaki bị kẹt lại ở đây thì khó cho anh lắm. Ồ, bọn tù nhân đã chạy trốn vào vườn cây của nhà tù. Có dấu chân nè. Ôi, họ đã lên đến đây rồi. Thôi thôi, mau chạy vào cánh cổng lẹ nào. Bị bắt lại khách bị thất bại đấy. Tạm biệt anh nhé, anh Yaki. Ê, đối thủ với Isaac. Anh Yaki, nhớ hồi sắp cho Yaki nhà em nha. Tạm biệt. Ờ, nhớ cánh động như mấy đứa. Anh sẽ cố gắng gửi Yaki qua sớm nhất có thể. Đứng yên. Ủa, sao đội trưởng Jasmine này nằm đây? Đội trưởng Jasmine, đội trưởng Jasmine. Ơ, cô ta bất tỉnh rồi. Đội trưởng Yaki, anh nằm với tay cái gì thế? Có gì đâu, tôi đang đập mũi ấy mà. Trời ơi, chỗ này nhiều mũi phết. Vậy à, cơ mà đã có chuyện gì xảy ra với đội trưởng Jasmine thế ạ? Bọn tôi nhân vật còn này nguy hiểm quá. Chúng đã bắn đội trưởng Jasmine bất tỉnh. Còn tôi, suýt nữa đã bị trúng đạn rồi. Và chúng đã chạy quanh cổng. Trời đất, nguy hiểm thế. Chúng ta vào đám họ nào. Ây, khoan đã. Chúng ta đâu có biết được cái gì ở bên kia cánh cổng đâu. Hãy đợi ngày mai chuẩn bị đầy đủ đi. Ok, bây giờ thì tôi xin phép đưa đội trưởng Jasmine đến phòng y tế. Chúng tôi rõ rồi ạ. Xin lỗi em nha, Jasmine. Nhưng mà chỉ có kế hoạch này thì em mới có thể truy tìm được bọn xã hội đen và trở về tính cách cũ được. Anh tin ở Yaki. Hả? Chúng ta đang ở tên nào đây? Không biết nữa. Tên Mơ Tây nói chỗ này là nơi trú ẩn tổ chức của hắn. Mà khoan, tên Mơ Tây đâu rồi? Thôi chết, có thể hắn đã đi trước rồi. Chúng ta đâu có rành đường phố ở đây đâu. Làm sao đây? Ôi không, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Cứu, cứu tôi với. Hả? Hình như là có giọng của hắn thì phải. Kia kìa. Cứu tôi với. Cứu, tôi không biết bơi. Hả? Ôi trời ơi, sao cái tên lại phiền phức thế không biết. Có thể hắn là tội phạm xã hội đen không vậy? Hời. Hắn chụp xuống nước rồi kìa. Tôi xuống cứu ở đây. Hây. Ủa rồi giờ sao? Chả lẽ chờ hắn tới vậy hả? Mệt ghê đó. Nè cái tay Isaac kia, đố tôi. Hả? Ai nói xấu mình đấy? Sao còn nhảy xuống nước mà không báo trước cho tôi hả? Làm tôi ứa thôi nè. Cũng may là tao biết bơi đấy. Nhỉ, mình quên mất. Xin lỗi cậu nhé Scarlet. Tôi quên mất là đã cất cậu ở trong túi quần của tôi. Giờ mới chờ tới vậy hả? Ông anh ba tê này. Rồi ông anh làm gì mà bị tay xuống biển? Đã vậy còn không biết bơi nữa. Sao đang gì kỳ vậy? Ủa, mấy người theo tôi vừa ngục đến tận đây à? Nhà của hai người đâu sao không về? À, chúng tôi nhà ở tới đất 1-2. Nhưng mà phải làm nhiệm vụ cho nhà tôi đâu. Bị lộ bây giờ, đồ ngốc. Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Thật ra thì hành tinh của chúng tôi đã bị phá hủy rồi. Chúng tôi không có nhà để về. Đã vậy còn bị truy nã bởi nhà tôi đòi lâu nữa. Vì thế anh Pate, hãy giúp chúng tôi đi. Chúng tôi muốn đi theo làm xã hội đen. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Ôi trời ơi, hành tinh của hai người bị phá hủy ư? Tội nghiệp thật. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn hai người về căn cứ, được chứ? Đúng lúc tổ chức của chúng tôi đang thiếu người, tôi sẽ cho hai người gặp đại ca. Nếu như anh ta đồng ý thì hai người sẽ được gia nhập. Thế chứ, tuyệt vời. Cảm ơn anh nhiều nhé anh Ba Tê. Trời đất, cô Lila diễn sâu dữ vậy. Đừng hỏi tôi, cô ta là người mẫu kim diễn viên bán thời gian đó. Trời cũng gần tối rồi, chúng ta ngủ quê đêm ở đây đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn hai người đến căn cứ ha. Ok luôn. Cơ mà chúng tôi ăn táo ở đâu đây? Thôi chết rồi, tôi làm gì có mẹ tiền. Tiền tôi đã trong phòng giam đó. Hả? Bữa tối nay chúng ta phải nhịn sao?
ta đã tới vậy rồi này. Nhịp tim ổn định, huyết áp tốt, không có tốt vấn đề về sức khỏe. Tốt rồi, tôi xin phép rời khỏi đây. Hả? Này, cô đi, người đi đâu thế? Đừng có giả vờ sống một cuộc sống bình thường nữa. Có thể mọi người ở đây đã quên được chuyện của ngươi, nhưng ta vẫn còn nhớ rất là rõ nhé. Ta nhớ rõ tham vọng thôn tính nhân loại của ngươi, từng câu chữ của ngươi đều nằm trong đầu ta. Xin lỗi, tôi không hiểu gì cả. Hôm qua con đã bị bắn thuốc mê nên hệ thần kinh không được ổn định lắm. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Này, đứng lại, ngươi đâu thế? Cút đi. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Sao hắn vẫn còn sống chứ? Này Jackie, Jackie, không ổn rồi, cho ta đấm cậu một cái nha. Hả? Không được nào, sao cậu lại muốn đấm tôi? Tình hình là đội trưởng Jasmine đã tỉnh dậy rồi và cô ta đang rất là tức giận. Đội trưởng Jasmine, xin hãy bình tĩnh, đừng manh động mà. Muốn tôi ra, tôi phải cho cái tên Jackie đó biết tay vì cái tội cầm đầu vượt ngục. Nào, thôi mà, đội trưởng Jasmine. Cô ta đang phát một cây kim khổng lồ để trừng phạt cậu vì cái tội hôm qua đó. Mọi người ngăn cản quá trời mà không được. Hả? Đội trưởng Jasmine, quá giận đi mà. Tôi không thể bình tĩnh được. Hôm qua có tận 3 tên vượt ngục đấy. Và tên Jackie là kẻ cầm đầu vụ này. Em ơi, bình tĩnh đi. Thật ra thì Jackie nó còn nhỏ mà, có biết gì đâu. Thôi chết, đội trưởng Jasmine sắp đến rồi. Này Jackie, anh ta đấm một cậu cái đi. Rồi tôi sẽ giả vờ như vừa đập cậu một trận. Đội trưởng Jasmine sẽ không trừng phạt cậu nữa, được chứ? Nhưng mà đấm nhẹ thôi nha, đấm mạnh quá thì... Đội trưởng Jasmine, nghe đây thôi nha. Tội nhân Jackie, đến lúc cậu phải bị trừng phạt vì những gì cậu đã gây ra tối qua rồi. Để coi vợ mình đối xử với Jackie thế nào. Trời, Jackie. Tôi hơi mạnh tay, xin lỗi nhé. Đội trưởng Jasmine không cần phải trừng phạt cả tao nữa đâu. Tôi vừa phạt cậu ấy rồi. Anh chị đợi một tí nhé, tội nhân Jackie. Để tôi gọi bác sĩ có đi đến đây để trị. Đây là đâu vậy? Ồ, là phòng y tế. Ủa, có một cái mâm cơm. Cậu ăn đi cho đỡ đói, rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Hả? Cô có bỏ độc vào đây để trừng phạt tôi chứ? Vớ vẩn, tại sao tao phải làm như thế? Vâng, cảm ơn đội trưởng Jasmine. Ăn nhanh lên nhé, rồi đi cùng tôi đến hành tinh Mysia để tìm ba kẻ phần ngục kia. Tốt rồi, cô ta đã làm theo đúng như kế hoạch của mình nghĩ ra. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì ở đó? Hỏi nhiều quá, ăn lẹ đi. Cậu bị phạt sẽ làm con mồi dụ bọn chúng ra. Sau đó, nhà tôi sẽ sập bẫy bọn họ và bắt trở về nhà tù. Hiểu rồi chứ? À, tôi hiểu rồi. Đói quá, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả. Này ông anh Ba Tê, kiếm gì đó ăn đi. Cố lên, tôi cũng đói chứ bộ. Khi lấy căn cước chúng tôi thì tha hồ mà ăn. Giờ thì vào thành phố thôi. À, hai người hãy cẩn thận nhé. Vì đây là thiên đường của tội phạm, một hành tinh không hề có pháp luật. Hả? Nghe đáng sợ thế. Ừ, chính vì thế đây là nơi lý tưởng cho bọn ta trốn bỏ nhà tù rồi lâu. Thịt heo đây, ai mua không? Cá tươi mới nhập từ đại dương xanh về đây. Trái cây rau củ quả đây, mời các cô bé khác mua, tôi sẽ khuyến mãi đặc biệt. Ôi, nhìn họ bán đồ ăn nhìn thèm quá. Tôi thấy cuộc sống người dân ở đây khá là yên bình mà, đâu có giống thiên đường tội phạm gì đâu. Phải đó, Ba Tê, ai có nhầm không? Tại mấy tên tội phạm chưa ngủ dậy thôi. Ơ, à, kia kìa. Hả, ôi, túi tiền của tôi đâu rồi? Này, đứng lại, tôi ăn trộm thịt bò. Trời ơi, quần áo của tôi bị trộm rồi, là sao đây? Ôi trời ơi, xung quanh chúng ta toàn là tội phạm, nguy hiểm quá. Hả? Ủa, dây chuyền nữ hàng đỏ của tôi đâu rồi? Và các cái vòng hoa ở trên đầu nữa. Sao, ngay giờ cô cũng bị cướp giật à, Lila? Ủa mà khoan đã,
Scarlet đâu rồi? Mới nãy cô thấy đứng ở chỗ này mà. Hả? Scarlet? Scarlet đâu rồi? Scarlet? Scarlet? Nguy rồi. Có thể dây chuyền của cô Leila đã bán lại cho cửa hàng đá quý, vòng hoa thì bán lại cho tiệm hoa, còn con thanh lằn lửa đó thì có thể bị đưa vào cửa hàng thu quý hiếm. Này, Scarlet không phải là thanh lằn lửa nha. Ông anh có biết cửa hàng đó ở đâu không? Chúng tôi muốn lấy lại. Rất tiếc là tôi không rành lắm. Giờ thì còn cách là chạy thật là nhanh về căn cứ của chúng tôi. Đại ca có thể chuộc lại giùm cho. Còn đứng đây lâu là còn bị cướp rồi đấy. Tôi bắt đầu sợ rồi đó. Hả? Hành tinh này là Maesia sao? Chúng ta đi nào. Tôi có cảm giác là bọn họ vẫn còn đang lăn quanh ở đây đấy.